Mình tên là Lê Anh Quyền, nhà ở tổ 21, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, nay thành phố Tuyên Quang. Anh ơi, vậy thì anh uống rượu từ cách đây bao lâu rồi ạ? Và đợt đấy thì anh có biết tại sao mình nghiện rượu không ạ? Mình uống rượu từ năm 96. Thì là anh em ngồi buồn uống thì thấy vui vui mồm, cứ thế uống thôi, chứ thực ra là mình chả biết mình nghiện từ bao giờ. Buồn buồn thì cứ rủ nhau lên trên đồi uống rượu, mới ra căng tin ngồi uống. Xong rồi là ăn uống đi, uống rượu là thành quen. Và đấy thì mỗi ngày là mình uống lượng rượu có nhiều không anh? Ngày đấy thì mới uống, nói chung là cũng biết uống, vì là đi anh em nó bảo thằng kia không biết uống rượu thì kích bác lung tung, nên là mình cũng liều uống. Uống xong thì là thành ra là biết uống rượu. Thế thì tức là mỗi ngày là mình uống lượng rượu là khoảng bao nhiêu ạ? Mình có đong đếm không hay là mình giải rác cả ngày luôn hay? Uống thì là nói chung là uống vặt, uống cũng khá khá đấy. Nếu mà vào bữa thì anh em cũng phải say, không say không muốn về. Có tính ra là thằng nít không ạ? Tính thì cũng không thể nào tính xuể được, hôm thì nhiều hôm thì ít. Tức là trung bình thì cũng phải lít hơn lít như thế đấy. Như thế thì uống rượu lâu như thế thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và đến công việc của anh như thế nào ạ? Tức là uống rượu thì ngày xưa mình có sức khỏe thì mình uống thì là nói chung là đi lao động vẫn bình thường, nhưng mà mới cách đây vài năm gần đây thì cảm thấy sức khỏe nó yếu đi, mới uống rượu nhiều quá. Đi làm xa nhà đâm ra mấy anh em cứ thi thoảng suốt ngày cứ rượu chè, đâm ra người nó mệt mỏi, thành người nó suy nhược, cơ thể làm không muốn làm, buồn bực chân tay, nhiều lúc thiếu rượu chán chả muốn làm ăn cái gì. Trước đây thì là 64-65 cân, sử dụng rượu thì là hao đi, bây giờ còn 57 cân, 58 cân. Thế còn sức khỏe của anh sao? Bệnh trong người, bệnh do rượu gây ra đấy. Mình có... Thì là mình cũng có đi kiểm tra qua bác sĩ, thì là bác sĩ phát hiện ra bệnh là bị tăng men gan, vì là do sử dụng, lạm dụng rượu nhiều quá, uống vào không ăn. Anh có nhớ chỉ số men gan lúc đấy không ạ? Men gan lúc đấy thì mình không nhớ rõ đâu, về tầm 800 hay 1000 gì đấy. Sức khỏe thì là nó suy sụp đi rất là nhiều, chân tay thiếu rượu nó run lẩy bẩy. Xong rồi là đêm hôm thì cứ lói làm nhảm cả đêm, tức là cái thần kinh của mình nó không ổn định. Vì là sức khỏe nó yếu quá rồi, không còn sức khỏe, tức là theo như mình nghĩ là không còn cái sức đề kháng trong người, vì là rượu vào nó làm tổn thương gan nhiều quá, mệt mỏi. Thế anh biết đến cái sản phẩm Bonicol để cai rượu là qua phương tiện nào? Thì là qua đi khám ở bệnh viện thì là bác sĩ trưởng khoa kê đơn đi mua thuốc là để về uống. Uống thì là uống cái thuốc Bonicol này thì là mình cảm thấy con người nó thoải mái mà đỡ mệt mỏi đi. Xong rồi là từ ngày sử dụng thuốc đấy đến lọ thứ hai là mình bắt đầu mình nhìn thấy rượu là mình thấy sợ, bắt đầu phát chán vì rượu. Đến lọ thứ hai anh dùng liều bao nhiêu viên một ngày ạ? Dùng liều 4 viên một ngày. Tiến triển quá trình sử dụng Bonicol như thế nào ạ? Tiến triển thì là mình thấy là con người mình nó thoải mái, đầu óc nó tư duy nó thoải mái hơn trước. Tức là mình không, là lúc đấy là thực tế mình không sống dựa vào rượu nữa. Tức là trước thì mình không có chén rượu không làm ăn được một cái gì cả, nhưng mà từ ngày dùng cái thuốc đấy vào thì là con người nó thoải mái, mà chân tay nó không run rẩy gì cả, đầu óc nó thoải mái, làm cái công việc của mình nó vững vàng, như là không ỉ lại việc như ngày trước. Thế là sau bao nhiêu lâu dùng Bonicol là mình bắt đầu bỏ hẳn rượu luôn, tức là không dùng một tí nào nữa? Mình dùng bắt đầu đến sang lọ thứ hai là mình không động đến rượu một tí nào, kể cả bia mình cũng không uống.
thì không có cơn thèm nữa, mà cũng không nhạt mồm nhạt miệng như ngày xưa. Uống rượu thì nhìn thấy rượu là phát thèm rồi, nhưng mà từ ngày sử dụng cái Bodyancom đấy thì là đến lọ thứ hai là không có thèm rượu riêng gì cả, mà ai mời mình phát chán vì rượu, không muốn uống. Thế khi mà đã cai được rượu rồi thì anh thấy là công việc và sức khỏe của anh thay đổi như thế nào ạ? Thì là thay đổi, làm đi lại, làm ăn công việc khác trước, minh mẫn, không có sự nhầm lẫn như trước. Trước mình do mượn rượu nhiều quá thì ví dụ là mình đang đi làm, mình đo một thì lại đo một lại thành hai, nhiều lúc rõ ràng là tính đến là đủ rồi, xong rồi thành ra là một là thừa, hai là thiếu, nhầm. Nhưng mà từ ngày dùng thuốc, sử dụng thuốc đấy thì là đầu óc nó thoải mái, đi làm nó minh mẫn, con người nó khỏe khoắn lên, cơm nước nó điều độ, chứ không bỏ bê cơm nước như cái ngày mình còn uống rượu nữa. Bây giờ ăn uống thế nào? Mỗi ngày là cứ mỗi bữa thì là cứ ăn 3 bát cơm. Trước đây khi mà đang sử dụng rượu thì anh có ăn được không ạ? Trước kia sử dụng rượu thì là nhiều lúc ăn trái bữa, toàn ăn về 2-3 giờ sáng mới lại trái bữa thì ăn, còn những lúc ngồi ăn cơm uống rượu trong mâm với anh em thì uống rượu no rồi lại không ăn cơm, đâm ra là người nó mới suy nhược, nó mới dẫn đến cái gan nó không làm việc được, nó mệt mỏi. Thì khi mà nhìn thấy rượu thì anh thấy cảm giác thế nào ạ? Bây giờ nhìn thấy rượu thì mình coi như là bình thường, mà người khác uống rượu cùng mình là mình sợ. Thế còn đi làm việc rồi là những đám hội hè hỉ thì như thế nào ạ? Hội hè hỉ thì bây giờ mình cũng không đi nữa, cho vợ đi hết. Thì đi gặp anh em bạn bè mà không cầm cái chén rượu lên thì người ta trách móc mình, đâm ra là cho vợ đi hết. Còn đâu thì chỉ có cơm ở nhà. Cơm ở nhà mới lại đi, nếu mà khách khứa thì trong cốp xe mình lại có lon nước ngọt, mình bỏ ra mình uống, còn anh em vẫn uống rượu. Xong mình ăn 3 bát cơm là xong bữa. Tức là bây giờ anh thấy là sức khỏe của mình đã ổn định rồi đúng không? Ổn định, và bây giờ ăn ngủ đúng giờ giấc, chứ không như ngày xưa. Ngày xưa uống rượu thì ngủ vô giờ giấc, lúc nào đủ rượu thì ngủ xong ngay tỉnh rượu, gái lại đi tìm rượu uống. Bây giờ thì là khác hẳn với ngày xưa rồi. Vâng, thế là tính đến bây giờ là anh đã cai được rượu là bao lâu rồi ạ? Mình cai được rượu là hơn 6 tháng ngay rồi. Thế tính từ đợt đấy đến giờ là hầu như là anh không động này bất kỳ một giọt rượu nào nữa đúng không ạ? Rượu bia không bao giờ mình động chạm đến một tí nào. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.